Dạ xin chào cô chú anh chị và các bạn nha. Thì hiện tại bây giờ là có cậu Sứ cũng đến nhà chị Loan nha cô chú. À, hôm nay là cậu Sứ đến nhà chị Loan nha cô chú anh chị. Dạ hôm nay là thứ 7 nha cô chú. Thì buổi sáng ngày hôm nay là cũng rất là bất ngờ khi mà cậu Sứ cũng đến nhà chị Loan để thắp hương cho cố nghệ sĩ nha cô chú. Thì vừa rồi là cậu Sứ thắp hương cho mọi cô chú anh chị. Thì cậu Sứ cũng qua bên quán cà phê để uống cà phê nha cô chú. À, cô chú anh chị, cậu Sứ Sứ đây cậu chú. Mấy ngày hôm nay cô chú thì cậu Sứ cũng đi hát lo kẹo kéo cô chú, thì cũng đi đi bán kẹo kéo. Thì mấy ngày trước cô chú anh chị là cậu Sứ cũng có ghé lại thăm má Tư ở bên chợ An Đông cô chú. Phải nói rằng là buổi sáng ngày hôm nay là ngày cuối tuần thứ bảy, em cũng rất là bất ngờ thì cậu Sứ cũng đến nhà chị Loan nha cô chú anh chị, rất là vui luôn. Sáng hôm nay cậu Sứ đi cùng với em Anh Hải nha cô chú. Đây là bên trong là em Anh Hải cũng uống cà phê nha cô chú anh chị. Kia là có em Anh Hải cho cô chú. Đó. Thật là quý luôn. Thì em cũng quay để chia sẻ đến cho cô chú anh chị và các bạn yêu thương chị Loan được xem. Dạ thì hiện tại bây giờ cô chú là chị Loan cũng đã là diễn xong cái đêm diễn cuối cùng tại Úc rồi nha cô chú. Thì vài ngày nữa là chị Loan cũng sẽ về lại Việt Nam nha cô chú anh chị. Thì sau khi về lại Việt Nam là chị Loan cũng đi hát tại các cái địa điểm là ở Tây Ninh và ở Bình Dương nha cô chú. Bình Dương là ở sân khấu ở ngoài Mỹ Phước cô chú anh chị. Đã cầu xử cô chú. Dạ, theo như cái thông tin của em được biết cô chú anh chị là những lúc hồi trước cô chú thì cậu Sứ cũng cũng đi ra khỏi nhà chị Loan cô chú. Thì sau này là cậu Sứ muốn buôn bán đi hát kẹo kéo đồ cô chú anh chị, thì cũng được là chị Loan và chị Ni cũng hỗ trợ một số tiền để cho cậu Sứ cũng có cái vốn để đi hát kẹo kéo và bán được kiếm tiền sẵn nha cô chú. Đó thì buổi sáng ngày hôm nay là rất là vui luôn vì cậu Sứ cũng đến nhà chị Loan thì cũng thắp hương cho cố nghệ sĩ. Hiện tại bây giờ thì ở bên Úc á cô chú, phải nói rằng là chị Ni cũng có dắt chị Loan về nhà ở tại Úc nha cô chú. Thì chị Loan rất là quý luôn. Chị Loan cũng có chia sẻ một cái bài viết ngắn á cô chú. Thì nói rằng là đã thương chị Ni rồi mà chị Ni dắt về cho biết nhà ở Úc á cô chú anh chị. Thì chị Loan càng thương chị Ni hơn nha cô chú. À, cô chú ơi thì buổi sáng trước nhà chị Loan có sao làm quay em chia sẻ vậy nha cô chú. Mong cô chú anh chị và các bạn yêu thương chị Loan thì cho em xin một like và một đăng ký kênh để ủng hộ nha cô chú anh chị. Anh Hải thì mấy ngày hôm nay lại cũng chạy qua chị lại cái shop Bun Bun rồi cũng đến cái shop thứ ba là ở đường Hà Hy Giáp quận 12 cô chú. Thì anh Hải cũng chạy qua chạy lại với hai cái shop đó nha cô chú anh chị. Còn cái shop ở nhà số 5 đoàn thì điểm là
chị Bùm Bùm và các anh chị nhân viên thì cũng coi ngó đồ bán hàng rồi nha cô chú. Mấy ngày hôm nay phải nói rằng là chị Loan đi diễn ở Úc mà cô chú anh chị, thì ở nhà cái bên phía cô cháu gái là cũng thường xuyên tạo những cái nick áo cô chú, rồi công kích chị Loan, nói rằng là chị Loan là hát dở hát hay đồ, rất là nhiều cái nick đỡ xúc phạm đến chị Loan luôn cô chú. Thì phía trước là em anh của anh Hà nha cô chú. Cô chú ơi, thì sáng sớm trước nhà chị Loan thì cũng có các anh chị nhân viên cũng vừa đến, thì cũng có cách cũng đến mua trong cái lúc sáng sớm nha cô chú. Mấy ngày hôm nay thì Sài Gòn hiện tại rất là nắng nóng luôn cô chú. Bên trong thì cậu Sử cũng đang uống cà phê nha cô chú anh chị. Đó, cậu Sử. Để em zoom cái điện thoại lại cô chú anh chị xem cậu Sử. Cô chú cậu Sử đang uống cà phê cô chú anh chị. Cô chú thì hiện tại bây giờ là cậu Sử đang uống cà phê. Tới giờ em xin phép cô chú anh chị và các bạn em kết thúc video tại đây nha. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong video tiếp theo nha.